Thân ái chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh phở lăng. Bánh phở lăng xuất xứ từ nước Pháp. Bánh phở lăng rất thơm ngon và bổ dưỡng cho tất cả mọi người, nhất là các bé tuổi tin, các em bé và những bà bầu. Bây giờ ta bắt đầu vào bếp. Trước tiên Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn nguyên liệu bánh lăng gồm có: một lon sữa đặc, một bịch sữa tươi không đường, một miếng chanh, 10 quả trứng, 90g đường để quậy sữa, 60g đường để thắng caramel, một chút vani, một chút muối, một cái rây, 22 cái khuôn, một cái cân. Bây giờ ta bắt đầu đổ đường vô để quậy, để thắng caramel. Ta đổ 60g đường vô để thắng caramel. Ta đổ vào đây một chút nước. Ta bắt đầu bật bếp lên. Mình để lửa nhỏ thôi các bạn ạ. Mình nặn vô một miếng chanh. Miếng chanh có tác dụng làm cho caramel vàng đẹp, thơm ngon và không bị đông cứng. Mình lắc lắc như vậy các bạn ạ. Trong khi chờ caramel ta đi quậy sữa. Ta đổ vô trong cái thố này một lon sữa ông thọ. Ta bỏ vào đây một bịch sữa tươi. Bỏ vào trong cái lon sữa ông thọ một bịch sữa tươi các bạn ạ. Tiếp theo mình đổ nước cho đầy lon sữa ông thọ. Ta đổ ra đây. Mình đổ thêm một lon nước lạnh nữa. Các bạn ơi, mình chưa lại nửa lon nhé. Ta đổ vào đây 90g đường để quậy sữa. Mình bỏ vào một đầu đũa muối. Một đầu đũa vani. Các bạn mà làm thì các bạn mua vani ống á, tại vì mình làm mà mình bỏ muối cho nên mình mua nhiều á thì mình xài vani Pháp. Ta bắt đầu quậy sữa. Các bạn ơi, để cái vá ngửa lên như vậy quậy nè. Đường mà nó vẫn còn kêu là đường chưa tan nhé các bạn. Khi nào mà các bạn quậy đường mà nó hết kêu rồi mới là đường tan. Các bạn ơi, đường bây giờ nó hết kêu rồi là đường đã tan rồi các bạn ạ. Ta bắt đầu đi đánh trứng. Caramel của mình đã bắt đầu màu vàng rồi. Bắt đầu hơi màu vàng rồi. Ta bắt đầu đi đập trứng. Ta đập trứng là cái tô nhỏ này các bạn. Đây là được 6 cái trứng, mình đổ ra cái tô lớn nha các bạn. Caramel của mình sắp được rồi. Còn ta đập ra đây để ta bớt cái lòng trắng đi. Đập riêng ra để bỏ bớt lòng trắng. Ta bắt đầu đi cân trứng các bạn.
Mình cân là 10 cái lòng đỏ với lòng trắng là 4 lạng rưỡi. Caramel của mình được rồi các bạn. Ta đổ thôi thêm vào đây một miếng nước nữa. Còn bao nhiêu ta còn dư lòng trắng ta đổ đi. Các bạn ơi, nếu mà mình không có cái cân á thì mình đong một lon sữa, vừa lòng trắng vừa lòng đỏ một lon sữa. Còn bao nhiêu á mình thêm 1/4 lon sữa một lòng trắng nữa. Còn bao nhiêu ta đổ đi. Nếu các bạn không có cái cân thì các bạn đong một lon sữa vừa lòng trắng vừa lòng đỏ, thêm 1/4 lon sữa lòng trắng nữa, còn bao nhiêu ta đổ đi. Ta bắt đầu quậy trứng. Các bạn ơi, mình quậy trứng mình quậy như là trứng chiên thôi chứ không phải là quậy như là bánh bông lan đâu. Nếu các bạn là quậy như bánh bông lan là bánh sẽ bị hư. Bây giờ trứng mình đã đánh xong rồi, ăn xong rồi, giờ mình ta đổ tô sữa vào đây. Ta đổ cái tô sữa vào trong trứng. Ta quậy đều vào rây trứng. Bây giờ còn cái lon sữa bò, nước hồi nãy mình chừa lại đó các bạn. Mình chán cái thố này đi. Vậy là ta đã xong phần trứng và sữa. Bây giờ ta xếp 22 cái khuôn ra cái bàn này các bạn ạ. Caramel của mình được rồi các bạn ạ. Nó dẻo dẻo là được rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Ta bắt đầu chế caramel ra cái khuôn này. Các bạn ơi, mình chế một khuôn khoảng một muỗng cà phê. Mình không có cần láng khuôn đâu. Mình không láng khuôn bánh vẫn đẹp à. Này các bạn nhìn thấy này, bánh mình đâu có láng khuôn đâu, bánh nó vẫn đẹp. Tại vì mình làm hàm mà bỏ mối từ xưa đến giờ mình không có láng khuôn. Mỗi người làm một kiểu các bạn ạ. Ta bắt đầu quậy trứng cho đều luôn các bạn. Ta quậy trứng cho đều và ta đổ trứng ra cái ca này, ta đổ vào khuôn cho nó nhanh. Bây giờ ta bắt đầu để nắp. Bây giờ ta bắt đầu xếp bánh lăng vô chõ các bạn. Mình xếp vô chõ mình phải xếp so le các bạn. Mình xếp vòng vòng như vậy nè. Các bạn đừng có xếp chồng thẳng, các bạn xếp chồng thẳng là bánh không có chín đâu. Các bạn ơi, mình hấp bánh mình hấp 40 phút. Nhưng mà không nhất định là 40 phút đâu. Tại vì thời tiết mỗi ngày, một ngày nóng thì nó mau chín, mà trời lạnh thì nó lâu chín. Với nhiều khi các bạn để lửa nhỏ quá thì nó sẽ lâu hơn.
Còn để các bạn để lửa to thì nó mau hơn, tại vì bếp ga của mình nó không có số. Có cái bếp ga thì lửa mạnh, cái bếp ga thì lửa yếu, cho nên là khoảng 35 phút các bạn mở các bạn coi. Nếu mà được rồi thì thôi, mà chưa được thì các bạn hãy hấp thêm. Đấy các bạn nhìn như vậy này, đó bánh lăng mình xếp tròn như vậy là được này. Rồi ta bắt đầu bỏ lên bếp nữa. Các bạn ơi, mình cân 2 kg nước để hấp bánh nha các bạn. Cân 2 kg nước để hấp bánh. Còn các bạn nào mà không có cái cân á, thì các bạn đâm 2 lít thì hấp nó mới chính xác được. Còn các bạn đổ ít nước thì nó lâu lắm, mà các bạn đổ nhiều nước thì nó rất là nhanh. Cho nên là mình phải cẩn thận. Mình hấp bánh lăng nó khó lắm, như vậy như hấp xôi hay hấp cái gì thì nó nhảy, chứ hấp bánh lăng nó quan trọng lắm. Các bạn mà sơ ý một cái là nó sẽ rỗ. Bây giờ ta hấp khoảng 40 phút các bạn. Các bạn ơi, bánh của mình đã được 40 phút rồi, mình lấy ra mình xem thử xem được chưa các bạn. Các bạn mở bánh ra, các bạn nhìn như vậy nè. Đó, cái bánh mà nó cứng cứng như vậy nè. Nó cứng về mặt, mặt nó khô rồi. Các bạn lấy một cái tăm, các bạn sọc vô. Các bạn rút ra, các bạn quẹt vào tay mình. Nó không dính tay nữa là bánh đã chín các bạn. Các bạn cứ lấy cái tăm, chọc vô, rút ra và quẹt vào tay mình, bánh không dính tay nữa là bánh đã chín. Bây giờ ta bắt đầu đổ bánh ra ăn. Ta đổ bánh ra ăn thử các bạn ạ. Bây giờ ta đổ cà phê ra bánh ta ăn các bạn ạ. Đáng lẽ phải cho thêm đá nhưng mà bây giờ đá nhà mình hết rồi cho nên mình ăn đỡ như vậy thôi. Bánh rất là ngon các bạn. Các bạn ăn bánh mà thấy mịn, mà mát miệng là bánh rất là ngon. Như vậy là mình đã thành công. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.